Đây lại chương trình tiết canh rúi mọi người ạ. Bận ra bên kia. Anh cầm ra đi. Nay lại được con to hơn con hôm qua luôn. Nhưng mà hôm nay hơi buồn thực sự luôn, là tại vì gặp được con lợn rồi nhưng mà xong mất rồi. Chó nó không, nó to quá chó sợ. To quá chó sợ thành ra là chết rồi. Chưa mới căng cựa mà. Đấy đang thử đấy mà. Đấy là đang thăng chủ đấy mà. Ừ, nhưng mà sao nó lại ngất đi nhỉ? Ừ, mới ngất. Nhanh. Nóng quá, cầm lấy thôi, không phải đập nữa đâu thế. À, nóng quá. Nhanh. Ôi. Cầm lại. Sắp đi luôn này. Cầm rồi. Chân lên đi. Nhanh. Ui. Nhanh có chịu. Ồ, sắp đi máu nó cũng không ra nhiều đấy, như vậy. Đấy, đo lòm đấy. Không, tiếp đẹp ạ. Tiếp đẹp nhưng mà không bắn hôm qua nhỉ? Thật không phịt, nó lấy sức rồi. Đang thử đây ta. Thế là con đẹp rồi. Nóng quá. Thế còn chịu nóng mà sờ vào nóng. À đúng rồi, trong ba lô. Cả ngày chưa thì. Ồ hết tiết rồi. Khá hồ rồi. Khá hồ rồi. Thế á? Một bát tô rồi. Cũng mày còn kịp ra. Không tí là nhịn luôn. Ôi. Ôi. Anh ơi, tối rồi anh đi xem cái nấm lim phơi đi kìa. À ừ nhờ. Đi. Tôi đã không tin nước xương nó xuống đó. Ừ, tí nữa anh ra anh lấy. Xem cái nấm lim phơi cho khô thì mình cắt chứ. Ừ. Quấy không? Không cần. Tháo. Đây. Lại tiết canh rúi. Lại có tiết canh. Ôi trời ơi, thật sự hôm nay bị hôm nay quá con thì bị đau chân không theo được anh em, nhưng mà trong đấy thì cũng được con rúi thôi, còn lợn thì đúng ra là hôm nay là theo như anh Mai với lại Thức chia sẻ như mọi khi là hôm nay là sẽ được đấy, nhưng mà thấy anh em bảo là con lợn này nó to và nó dữ quá thì nó đuổi chó, thì chó sợ không dám vào, không dám đuổi theo nữa, thành ra là nó mới chạy mất. Bây giờ thì đấy con anh em chúng con có đi rừng ấy, có lấy được một chút nấm lim thì đang phơi, thì bây giờ con ra con thu vào xong rồi sẽ lại tiếp tục quay cái quá trình chế biến con rúi này cho mọi người cùng xem ạ. Đây nào, hôm nay cho mọi người xem từ đầu đến cuối cái lúc anh em mình chế. Cái này là cái gì đấy? Cái lồng mề đó. Lồng mề. Có ruột, không có thịt à? Ruột đây, thịt đây, thịt ngan. Bộ lồng nó đây. Có thịt ngan đấy. Không, cái gan nó đây. À, đây. Ui, gan to thế. Đấy, cái này là tiết canh mọi người. Đây, tiết canh này. Thịt nó dày chưa? Ui giời, dày như con hôm qua đấy. Đó. Con bên này là thịt ấy à? Thịt của nó à? Đây, thịt nó. Đấy, ui giời, muốn nổ. Ôi, nhưng mà hôm nay không có chuối à? Có chứ, đây mình xào trước đi mà. À, đấy, mọi người nhìn, hơi tối nhỉ? Mà xào. Đấy. Đầu bếp, đầu bếp Thịnh. Đầu bếp Thịnh. tí nữa là xào chín sẽ là cho chuối này, cho mắc khén này, ớt này, gia vị các thứ, mắm muối mì chính. Hôm nay không được con rúi to, con đấy thì mới là tuyệt vời. Đó. Con rúi to đâu, con rúi nó đúng là cái bộ lồng con rúi nó đúng là bảo luôn anh ạ. Chồng cháo nha anh ạ. À đây, cái này khô chưa anh? Cũng khô rồi đây nhỉ. Khô rồi gì? Đây. Ờ đây mọi người. Đây khô rồi. Đây. Đây là cái nấm lim anh em chúng con đi rừng cứ lấy tích cóp xong phơi về đây này. Đây là cái hôm của cái hôm qua nhá. Đẹp nhỉ. Ừ. Của cái hôm qua mà cái lúc mà con hỏi anh em bảo là phát hiện ra đấy, nhưng mà lúc quay lại thì máy quay hết mất pin mọi người ạ, thì không quay được lại cái quá trình mà anh em chúng con hái ngâm tủ thì tuyệt vời. Thì mọi người ạ, anh em chúng con ấy thì đi săn trên rừng trên núi thì thật sự là những cái thứ này ấy, thì thấy gặp rất là nhiều, nhưng mà có thời gian để mà lấy hay không thôi, bởi vì là đấy đang theo cái con thú để săn ấy, thì để mà chỉ có nhớ được cái chỗ nào thì quay lại để lấy thôi. Thì mình đang vội theo thú rừng mà. Đúng rồi, nhưng mà đôi khi cũng chẳng nhớ được ấy. Đi chui lại cũng mệt lắm ấy, chui lại đi tìm được lại. Đúng rồi. Đấy thì sắp tới này nữa thì anh em chúng con sẽ có những cái thứ gọi là thảo dược, tức là những cái thảo dược mà để hỗ trợ về sức khỏe ấy,
như là mát gan này, tăng cường sức đề kháng, rồi là mát gan mát thận, bổ sức khỏe, thì anh em trong con cũng sẽ lấy về để phơi khô và đóng thành túi. Thì rất mong là mọi người cũng ủng hộ cho anh em chúng con, bởi vì là anh em chúng con đi lên rừng thì cũng bây giờ thú thì nó cũng ít dần rồi, thì cũng muốn là thêm thắp mỗi thứ một ít đấy. Đúng rồi, vì bây giờ là mình đi rừng là chủ yếu là thảo dược này, đúng rồi, là mật ong này. Đúng rồi, thú rừng thì bây giờ cũng ít rồi, cái chủ yếu là mật ong với lại dược liệu đó. Thế thì đi thì cũng gặp rất là nhiều luôn, gặp rất nhiều, nhưng mà cái rừng nó rộng mênh mông luôn đấy. Thì cái nấm này thì là cái hôm qua đấy, hôm qua hái còn một số nữa thì đã khô rồi thì đóng thành túi thì cất đi được, chắc bây giờ cũng được dồn được 2-3 cân rồi. Được rồi. Thì thức thì cũng ngâm một bình rượu khá là đẹp đó. Đấy. Đúng cái bình rượu đẳng cấp đó, bình rượu ạ. Nó là ban đêm thì nhìn nó sẽ không được rõ lắm mọi người nhé. Thì có thể là cái ngày mai ngày kia thì cái lúc mà hái được nó ấy, thì anh em trong quân sẽ quay lại trực tiếp cho mọi người cùng xem là cái cây nấm này nó mọc như thế nào và nó đẹp như thế nào. Đấy thì cũng rất mong là đứng đây xem. Ủa làm sao đâu. Chị thế chào cô chú bác đi. Chào cô chú bác. Đây là con trai cả của Thức mọi người ạ. Kia là đồng chí Út, nhưng mà Út tạm thời thôi, còn chưa biết là Út hẳn chưa. Đấy thì cũng rất mong mọi người ủng hộ tất cả những cái sản phẩm mà anh em chúng con đi làm ở trên rừng. Lấy về toàn đồ tự nhiên thiên nhiên hết. À thương đấy rồi. Nấm phơi nãy tí quên anh vừa mới lấy vào. Phơi ở đâu? Phơi ngoài này. Nãy Thịnh nó nhắc anh mới nhớ mới lấy vào. Nó lên xanh. Đấy cái hôm qua anh em mình hái đấy. Nhưng mà hết pin không quay lại được. Cái mớ hôm qua đấy. Thì bảo là hôm nào phải chuẩn bị pin thật kỹ để có gặp nữa thì quay kỹ lại cho mọi người xem. Thấy không? Mắt em tinh không? Nhìn sai biết ngay. Công nhận đấy. Công nhận mắt tinh đấy. Đúng thợ lâu năm cũng khác. Không, cái hộ đấy em quen rồi. À nó hay có à? Nó hay có. À thế ăn nào. Thế ăn nào. Bảo là bên này có. Đi thẳng chọc chọc luôn. Đi thẳng chọc chọc căng luôn. Biết mà em biết mà, bảo lúc này em hầu như là năm nào cũng lấy mà. Thế ăn nào. Đấy. Bây giờ thì chúng con tập trung vào để nấu nướng thôi mọi người ạ. Đây. Bình của Thức đây. Đây. Cũng là gốc của hắn đấy. Đấy, siêu phẩm đấy. Đây là cũng lấy cái gốc đây đấy à? Cũng gốc đi nó luôn. À, nhưng mà cái này ngâm ít thôi. Đây. Đây mọi người. Bình rượu của Thức ngâm nấm lim đây. Ngâm được mấy năm rồi? 5 năm rồi đấy. Úi chủ. Hắn nào uống ngon thế. Đấy mọi người, Thức kiểu đi rừng thì là cứ ngâm, cứ thảo dược các thứ thì kiếm được ngay mà. Thơm mà, thơm lưng luôn. Đúng hướng toàn. Để ở đây kiềng cả rượu thơm rồi thì. Ôi chẳng, hôm nay nấu hoa chuối à? Hoa chuối làm nộm. Nấu hoa chuối. Hoa chuối làm nộm mà. Hoa chuối rừng đó. Dạ. Úi, để lại còn được nộm nữa. Đấy rồi, cho chuối vào rồi. Sắp được chén rồi. Được rồi, chuẩn bị rồi. Tí khi nó sôi lại một lúc là được rồi. Chuối rừng. Rừng. Chuối rừng. À, em chào anh Mai nhá. Đây, đầu đàn. Chưa tha đâu. Chưa tha đâu. Thế nào mà lấy hết cả 2 con của Thương đi nữa. Hôm nay là hơi buồn bởi vì là gặp rồi nhưng mà không bắt được. Không bắt được. Chó nó to, con lợn nó to quá thành ra chó sợ. Thế là về là từ lúc về là cứ đòi thịt chó thôi. Anh em can mãi.
Đây, anh thường chuẩn bị lại đạo diễn tiết canh rồi đó, món chính rồi đó. Đó. Đấy. Ngò gai với đây, ngò mùi. Có biết con này có dai không nhỉ? Chắc không anh, chắc không. Đâu. Con này khả năng non hơn con quả đấy. Bằng cân đấy. Bằng nhưng mà con cái nó hay dai hơn đấy. À. Rồi. Đồng mà ham tiết canh rúi đây còn đông nữa thì. Dạ. Sao con không tắm lại con lại đi cho mày múc tắm thế con trai á? Ôi, mèo, mèo. Giòn thôi. Tạm được, tạm được. Bao nhiêu ớt anh hòa chứ chứ không được. Chứ dừng. Anh hú con người. Đây đây đây. Có người được không? Không. Không được á? Không. Bí mật chứ. Ây da. Mày múc ngâm nước hỏng hết rồi con ơi. Hoa chuối. Alo mi thôi. Còn đồ gì nữa cái cuối rồi. Hoa gì cũng hoa chuối rồi. Quá hấp dẫn. Đây, không thể thiếu được món này nhá. Có hành nướng. Hành lạ cũng được. Chín rồi. Dài không? Chín rồi. Hay là cũng giống con hôm qua. Giòn hơn con hôm qua này. Bình thường nha, đang chuẩn bị chế biến món thịt canh nha. Quá trời trời cá này. Hơi tối nhỉ. Đúng là chuối à. Hơi tối nhỉ. Lấy cái đây, kia kìa, cái bóng của hắn mà. Anh Mai đứng xì trong một cái em nhờ cái. Không có việc gì vô đây làm chi cho phướng nhỉ. Đấy. Dòa đi vào làm luôn đi. Không. Đây, thịt này, đúng. Thịt, thịt, à, thịt, thịt dưới làm thịt canh. Dưới. Ừ, cái này đau răng còn khỏi luôn chứ. Bài cái chú đau da, da của nó đúng bằng cái da trâu thôi nhỉ. Đó nhỉ, nhỉ. Đây. Con hôm qua gớm hơn này. Hôm qua cũng dày này. Nó phân nó một phần đấy già nó. Ui cái da nó dày đây này. Ui trời. Đây. Ui. Nó cái da còn rúi nhỉ. Ui. Tại da cùn hay sao ấy? Da cùn. Nộm lên này. Hoa chuối nộm thịt. Thịt lợn nha. Lợn rừng. Đây rất ngon rồi. Anh bảo ướt à? Bỏ vừa thôi nha anh nhá. Không cay đấy. Đây nhìn, hấp dẫn là ướt. Rồi ta đi ngủ rừng, ta mới chơi. Ơi, lại có thêm cái món gì nữa đây này. Ui, cá rán này. Ui trời. Cá rán kia. Ngã nhá. Bỏ thôi. Ngã tiết nhá. Ui trời. Ngon. Đây mấy nước đây anh à? Tầm mấy thìa nước rồi. Ừ. Nước anh nước bỏ nhiều không? Anh đong đếm gì à. Anh? Căn đấy thôi. Ừ. Ui trời. Nhiều chưa? Nhặt một chút thôi nhỉ. Nếm vừa là được thôi mà. À. Đang bỏ thêm nước rồi. Có chắc không anh? Chưa chắc. Thế không đông nhau mình đông người mà. Có chắc không? Quá chắc. Chắc không đây. Ui.
ưới ngon. Rúi cả con. Ui, cái rau gì? À, cải bắp à? Cải bắp nhỏ thế. Tôm, bắp rừng đấy. Bắp rừng. À quên, bắp dẻ chứ. Bắp rừng hay bắp dẻ? Bắp dẻ, bắp dẻ. Không, làm gì có cái cải bắp. Có bọn em có cải bắp dẻ này đó. Ờ đúng rồi. Ui, món nộm này. Nộm hoa chuối. Bắp dẻ đấy. Chảy dãi rồi. Ngon quá. Này đúng là có rau đấy anh ạ. Ờ ờ này có rau luôn. Bắt chút thì cũng múc luôn đi. Đó. Này nộp này được chưa chị ạ? Chưa chưa, đang chưa lại. Ừ, dai không? Dai không? Không. Không dai à? Để bát thôi. Còn một cái đây này là bát là múc đủ rồi à? Cái chiếu đâu nhỉ? Chiếu bên trên đâu đó. Cái này á. Ôi, tuyệt vời luôn. Nhìn miếng thịt. Chưa? Ngủ luôn rồi á. Ngủ đi thôi, thế ạ. Ngủ đi, ngủ đi. Chế thêm ớt vào chứ. Chế vào bát thôi. Chế vào bát đây. Đó là lấy mắc khẻn đâu. Bỏ ớt mắc khẻn vào thêm chứ. Bỏ mắc khẻn vào thôi. Lại thơm mầm cỗ thịt soạn rồi. Để chế phép tí nhá. Ui dồi ôi. Phải cho nước vào nó mới ngon. Đúng rồi. Ngồi xin lên được luôn anh à? Ở đây. Ngồi lên đi. Anh ngồi đây. Ngồi vuông lại đi. Thì ngồi bên dưới này này nhá. Vâng em ngồi. Anh ngồi đây cho. Anh em chúng con mời cô chú bác anh chị dùng bữa với anh em chúng con nhá. Bữa cuối ngày. Chúng đến giờ ăn được. Đúng rồi. Hey. Mời cô chú anh chị nhá. Mời cả nhà. Trước khi được nếm được canh này anh em có phải thử cái gia vị biết nói gì đã. Cái này là vẫn là cái rượu tối hôm qua, rượu rượu nấm lim đấy gì? Có rượu nấm rồi đấy. Nhưng mà pha ra rồi. Không thì nó đặc quá anh ạ. Ờ. Uống uống đặc đặc uống 1-2 ly thôi. Đúng rồi. Uống làm cái gì thì làm màu. Cái này là làm cái này làm màu rồi. Không nhưng uống đặc quá nó cũng không tốt đâu. Rượu thuốc thì nhâm nhi thôi. Ừ. Đây. Bắt đầu đi. Rồi. Bắt đầu đi thử nước đây. Nào. Ôi trời ơi. Nhanh nhanh lên cái tay lên xem nào. Ô hay. Đến lượt. Từ. Không từ được chứ. Không ăn uống dục. Không được đảo ăn ít đây thôi nha. Cắt cơn, cắt cơn vào. Cắt cơn. Ướt vào. Tao mời cả nhà nha. Thịnh, thịnh, thịnh làm đi. Hơn dài hơn con hôm qua. Dài hơn à? Con này chắc già hơn. Đưa ra đây mà. Ừ. À. Anh dùng đi. Thôi rồi anh ơi. Thôi khả năng phải tí nữa. Ừ. Cho mình anh ạ. Tí nữa là lấy nước rửa bát đấy. Đây đấy cái đó đi. Đây cái đây này, để anh khoa ăn đi đã. Xong phủi phủi một ít hạt chè luôn. Làm một miếng đi. Anh khoa làm một miếng luôn á. Anh khoa ăn đi. Làm đi. Đây. Ấy à. Em múc cho. Lần đầu tiên đấy. Đây. Cho vào đấy. Đôi. Đá luôn thế thôi mà. Đá đi. Thử đi anh, thử đi. Cảm giác nó thế nào? Quá. Quá ngon. Đỉnh của chóp. Ngon tuyệt vời mọi người, nó thơm lắm. Thật sự thơm. Nó thêm thiền nữa chứ nhỉ? Hả? Thêm thiền nữa chứ nhỉ? Từ từ đã, đang quay mà. Quay xong đã. Đúng rồi, đúng rồi. Thật sự là nó thơm 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 lừng luôn đấy. Có lẽ là anh em chúng con cũng kết thúc cái video này ở đây thôi để anh em chúng con tập trung vào để ăn cơm ăn cơm nói chuyên môn đúng không? Đấy con xin chào tất cả mọi người ạ.